Phòng khám hiệu của Truyền Thông Nam thì Mộc xin trả lời bạn như sau. Cháu là nam giới, 29 tuổi, hay bị cúng vặt, đau đầu, viêm họng, viêm mũi, tê tay, chóng mặt là bị sao ạ? Là bị ốm. Với một người mà có 29 tuổi, gọi là dưới 30 tuổi mà có những cái tình trạng này thì đầu tiên ấy là gọi là khí lực rất là yếu, thận rất là kém. Đặc biệt phải xem lại trẻ có thủ dâm nhiều không nhá, hoặc là có quan hệ tình dục, lạm dụng quan hệ tình dục quá nhiều dẫn đến tình trạng là thận rất kém. Thận yếu không kiện vận, không vận hóa, không sinh ra hỏa nhiệt được. Và thận yếu như vậy thì không sinh ra được tinh tủy và không làm cho khí lực của đàn ông mạnh mẽ. Thế thì khi mà nó bị thận nó kém như vậy ấy, thì nó làm cái gì ạ? Rất dễ bị nhiễm lạnh. Ra ngoài gió máy cái tí là đau đầu ngay, lạnh lưng cái là sụt xịt mũi ngay. Thường là lạnh lưng thì lại bị xịt sụt xịt mũi. Đấy, vì sao khi mà người ta có sức khỏe như cả hai người bằng nhau, nhưng mà một người mà tập luyện thể dục sức khỏe cường tráng ấy thì người ta ra ngoài người ta chống chọi với ngoại tà rất là tốt, mình thì tập thể dục lười, tập thể dục thì ăn uống ngủ nghỉ vô độ, quan hệ tình dục thì quá độ, hoặc là những cái có những cái việc nó nghĩa là thức đêm đúng không quá nhiều thì dẫn đến cơ thể suy yếu, nên chạm một phát là có thể những cái chứng bệnh này. Đây còn viêm họng, lại còn viêm mũi nữa, tê tay nữa, hội chứng của thoái hóa sụn cổ nữa, rồi thì viêm họng thì xem lại cả xem có dưa sinh trưởng dậy thì quản không. Thế với những cái bệnh này thì chữa như thế nào? Với cái bệnh này thì cần rõ nhất, cần tốt nhất, cần nhanh nhất là cần phải gọi điện hỏi kỹ chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ, tập luyện. Đấy. Thì kiểm tra kỹ xong bắt đầu thì lên kế hoạch để điều trị. Muốn nhanh thì phải từ từ. Đầu tiên với người này thì phải đầu tiên là phải điều trị được cái thận nào. Khí lực cái thận nó mạnh lên. Và nếu không may mà bị cái chứng bệnh liên quan đến dạ dày đại tràng, đặc biệt là có viêm họng với kia thì hết sức cẩn thận, là rất dễ dư axit trào ngược dạ dày quản gây viêm họng, hoặc là cả đại tràng nó yếu nữa thì thận nó mới kém quậy. Phải hỏi kỹ thì lên kế hoạch điều trị. Nhưng với bệnh này thì quan trọng nhất là gì? Cần phải tập luyện. Thuốc rời thuốc bẻ gì với những người này mà không tập luyện không bao giờ chữa được, xác định luôn cho dễ. Nói thế cho thật, và nói thật thì nghe nó khó nghe. Ok, nhưng quan trọng nhất là nếu mà tập luyện và uống thay đổi chế độ ngủ sớm thì chắc chắn